Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa trong nhà của Đức Chúa Trời một buổi sáng tốt lành. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta thật là tốt lành. Amen, con quý bà chị em. Dạ, Chúa của chúng ta thật là tuyệt vời trong mọi lúc, mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn thứ 145 câu số 8 chép rằng là Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Thi Thiên đoạn 116 câu số 5 chép rằng Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình, Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ngài thương xót, và sự thương xót của Chúa sẽ khiến cho đời sống của chúng ta được thay đổi. Chúng ta sẽ được phước nhiều hơn. Amen, không quý mà chị em. Dạ, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về một sứ điệp có tựa đề là lòng thương xót Chúa. Lẽ thật về lòng thương xót Chúa. Thưa quý mà chị em, theo từ điển Webster thì lòng thương xót đó là một ý thức cảm thông với nỗi đau của người khác, kèm theo ước muốn làm vơi đi nỗi đau đó. Như vậy thì lòng thương xót đó là một sự biểu lộ, một sự xót xa, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Thương có nghĩa là đau lòng, và xót là cảm thương sâu xa. Lòng thương xót đó là một sự đau lòng xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, và thường được thể hiện bằng một hành động cụ thể như việc giúp đỡ hay là ủi an. Chúng ta biết rằng là khi Chúa Giê-xu ngài còn ở trên đất này, ngài đi khắp nơi, ngài giảng tin lành ở trong các nhà hội, rồi ngài chữa lành cho những người bệnh tật và những người bị ma quỷ ức hiếp. Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 9 câu số 35 cho đến 36 chép như thế này: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ở đây chúng ta thấy được là Chúa Giê-xu ngài vừa giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà ngài cũng vừa chữa lành và giải cứu đuổi quỷ. Và tất cả những cái điều mà Chúa ngài đã làm ở trên đất này, thưa quý mài chị em, xuất phát từ tấm lòng thương xót của Chúa, xuất phát từ tấm lòng cảm thương, đồng cảm sâu xa với những cái sự bất hạnh, những cái bệnh tật, những cái sự rủa xả, đau khổ của nhân loại này. Chúa Giê-xu ngài không đến thế gian này để biểu diễn phép lạ, để thi thố phép lạ, để rồi sau đó không ai được thay đổi, không ai được biến đổi cuộc đời của họ cả. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, qua những phép lạ chữa lành, qua những sự đuổi quỷ giải cứu của Chúa Giê-xu được thực hiện trong lòng thương xót của Chúa, thì có nhiều người, vô số cuộc đời đã được thay đổi. Họ được chữa lành bệnh tật, họ được giải cứu ra khỏi quyền lực ma quỷ, cuộc đời họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Quý mà chị em có mong muốn cuộc đời của mình được thay đổi không? Quý mà chị em có muốn con cái dòng dõi hậu từ của mình sau này sẽ được phước qua đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu Christ hiện tại không? Tất cả điều đó sẽ có được khi chúng ta nhận được lòng thương xót của Chúa. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và làm thế nào để tôi và chúng ta có thể chạm được vào lòng thương xót của Chúa. Bởi vì có thể chúng ta hiểu được lòng thương xót của Chúa, nhưng có nhiều người không hiểu được làm thế nào để tôi có thể vươn đến và tôi có thể chạm đến, nhận lãnh được lòng thương xót của Chúa trên đời sống của tôi, trên gia đình của tôi, trên công ăn việc làm của tôi, trên dòng dõi con cái hậu tự của tôi. Lòng thương xót thì rất gần nghĩa với lòng nhân hậu. Nhân tức là lòng yêu thương, hậu là sâu nặng. Vậy thì nhân hậu có nghĩa là một lòng yêu thương sâu nặng. Người có lòng nhân hậu thì luôn mong muốn và cố gắng thực hiện điều tốt nhất cho người khác. Lòng thương xót là một đề tài quen thuộc và quan trọng trong Cơ Đốc giáo. Từ này gắn liền với hình ảnh và bản chất của Đức Chúa Trời, cũng như thuộc về bản tính của Cơ Đốc nhân sau khi được tái sanh. Vì thế một cách nào đó có thể nói rằng
Thương xót là một thuật ngữ điển hình của Cơ Đốc giáo. Khi ai đó có lòng thương xót thì chúng ta luôn cảm thấy một khi chúng ta có lòng thương xót thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy ưu tư đối với một ai đó hoặc một việc gì đó. Quý ông bà chị em đã từng có bao giờ mình cảm thương hay là mình thương xót một ai đó không? Khi quý vị nhìn thấy một đứa nhỏ nó nằm ở lề đường, nó ăn xin, người nó thì đầy ghẻ lở và bên cạnh nó không một ai quan tâm chăm sóc cho nó. Và nếu quý vị vô tình đi ngang qua cái chỗ như vậy, quý vị sẽ cảm thấy xót xa đúng không ạ? Nếu quý vị nhìn thấy có một cụ già neo đơn ở trong một túp lều tranh, con cái, con cháu thì không ai bên cạnh hết và không có một thu nhập nào để mà sống qua ngày. Và chúng ta có thể cảm thương, chúng ta có thể thương xót người ở trong hoàn cảnh cô đơn như vậy. Và chúng ta chỉ thương xót những ai đáng thương xót mà thôi. Nhưng mà có bao giờ quý vị thương xót một tên cướp đã từng phạm tội giết người, hàng chục, hàng trăm người đã bị giết bởi tên cướp đó? Có ai thương xót mà những con người tội lỗi, xấu xa, ăn gian, nói dối, lừa gạt, lừa đảo người khác không? À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là lòng thương xót của con người khác với lòng thương xót của Chúa đúng không ạ? Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Đức Chúa Trời và con người đó là chúng ta thể hiện lòng thương xót một cách có điều kiện và có sự chọn lựa, trong khi Đức Chúa Trời Ngài yêu thương mọi người một cách vô điều kiện và không có bến bờ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có những đối tượng mà Đức Chúa Trời Ngài thương xót ở trong bài giảng hôm nay. Đức Chúa Trời Ngài thương xót kẻ kính sợ Chúa, nhưng mà Ngài cũng thương xót luôn cả những người có tội. Và đây là một cái sự khác biệt. Không ai xót thương cho những phường bị coi là tội lỗi như trộm cắp, đĩ điếm hay là nghiện ngập. Không những vậy, nhiều khi chúng ta còn nặng lời lên án họ nữa đúng không ạ? Cái đồ xấu xa, cái đồ tội lỗi, đáng chết. Cái thứ như vậy làm sao mà vào trong hội thánh của Chúa được? Chúa nào mà tha tội, Chúa nào mà cứu được cái thứ như vậy? Đôi khi con người chúng ta nặng lời lên án như vậy. Nhưng mà Chúa Ngài thì tìm kiếm sự thương xót hơn là tìm kiếm của lễ. Chúa Ngài muốn thương xót mọi người. Cho nên buổi sáng nay tôi và chúng ta có mặt ở trong hội thánh này cũng là nhờ có lòng thương xót của Chúa, đúng không ạ? Ở đây có ai từ lúc mà mới sinh ra cho đến bây giờ mình chưa hề phạm tội không? Ở đây có ai chưa bao giờ ăn gian nói dối người ta không? Đừng nói với tôi là mình chưa bao giờ nói dối người khác nha. Hồi nhỏ là tôi nhớ tôi nói dối cha mẹ tôi rất là nhiều đó. Tôi nói dối bạn bè của tôi nữa, thầy cô của tôi nữa, nhiều lắm quý mà cha. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó không phải tội, nhưng mà nếu đứng trước ánh sáng của lời Chúa, chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta, cái bản chất lươn lẹo của mình nó đã có từ khi mà mình lọt lòng mẹ rồi. Lòng thương xót của Chúa thì không có ai bị loại ra ngoài hết. Chúa Ngài nói rằng là những ai đến với Chúa đó thì Chúa không bỏ họ ra ngoài đâu. Thứ gì Chúa cũng tiếp nhận hết. Xin lỗi tôi dùng cái thứ gì. Nhưng mà thật sự như vậy đó quý mài cho em. Nếu chúng ta đọc ở trong Tân Ước đó, chúng ta thấy rằng là bất cứ một người nào đến với Chúa Giêsu, dù là người đó là đàn bà tà dâm nè, hoặc là cái người thâu thuế xấu nết nè, hoặc là một người người ngoại bang đi chắc nữa, không đáng để Chúa Ngài cứu và thương xót. Nhưng mà Chúa vẫn tiếp nhận lấy tất cả những người đó. Lòng thương xót của Chúa thì bao la vô bờ. Ngài yêu thương mà không cần xét đoán đối tượng được yêu thương là ai. Ngài chỉ bận tâm đến nhu cầu của họ và ra tay nâng đỡ cứu chữa người đó. Sách Giăng ký đoạn số 33 câu 19 chép rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót ai ta muốn thương xót. Vậy thì Chúa Ngài có thể làm ơn cho bất cứ ai Ngài muốn, đúng không ạ? Ngài có thể thương xót ai bất cứ Ngài muốn. Ngài có quyền của Ngài. Ngài có thể thương xót cái người nghèo, nhưng mà Ngài cũng có thể thương xót cả người giàu nữa. Chúa có thể thương xót người bị bệnh tật, nhưng mà Ngài cũng có thể thương xót ngay cả những người không có năng đề với sức khỏe. Và điều đó nó tùy thuộc vào trong tấm lòng của Chúa.
Thật sự mà nói, khi chúng ta nhìn vào trong thế giới này thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người đáng được thương xót, đúng không ạ? Có nhiều người ăn mày ăn xin, họ sống lây lất ở ngoài đường, chúng ta thấy tội nghiệp họ lắm. Có thể chúng ta sẽ tự hỏi rằng: ôi Chúa ơi, tại sao Ngài không thương xót những người như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là để có được sự thương xót của Chúa, không phải là mình cứ tỏ ra mình đáng thương như vậy là mình sẽ được Chúa thương đâu. Nhưng mà mình phải có thể chạm đến, mình phải chạm đến được tấm lòng của Chúa thì mình mới nhận được. Và đôi khi quý mài cho em, Chúa Ngài không muốn thương một ai đó là bởi vì Chúa có chương trình dành cho người đó. Chúng ta thấy ở trong câu chuyện của Pharaon và Môi-se thì Kinh Thánh nói rằng là Chúa Ngài thương xót Môi-se, nhưng mà Chúa khiến cho Pharaon cứng lòng. Chúng ta sẽ thắc mắc rằng: ô, tại sao mà bất công quá, Chúa thương Môi-se cho nên ông mới làm tiên tri, ông mới được cứu. Chứ còn ông Pharaon, Chúa Ngài khiến cho lòng và ông cứng cỏi, ông không tin Chúa được là bởi vì cớ Chúa Ngài 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 khiến cho ông cứng lòng mà. Chúng ta xem Kinh Thánh nói như thế nào về điều này. Ở trong Roma đoạn 9 câu 14 cho đến 18: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-rôn rằng: này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Như vậy thì trong cái câu chuyện này, Chúa Ngài thương xót Môi-se và dùng ông để mà đem dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà đối với vua Pharaoh thì Chúa khiến cho lòng của ông ấy trở nên cứng cỏi. Mục đích của việc đó, đó là để cho quyền phép của Chúa được tỏ ra trong Pharaoh và danh của Chúa được truyền ra khắp đất. Chúng ta thấy không ạ? Chúa Ngài có mục đích ở trong từng công việc của Ngài. Và đôi khi trong một thời điểm nào đó, Chúa khiến cho tấm lòng của một ai đó trở nên cứng cỏi, không tin Chúa, cố chấp, ngang bướng, kiêu ngạo, và đây sẽ gian ác. Nhưng mà để mục đích đó là danh của Chúa được tỏ ra trên đời sống của người đó. Rồi chúng ta sẽ thấy được, sau đó thì sau bài giảng này thì tôi sẽ nói về những nhân vật giống như vậy, như là Sauler. Trước khi mà trở thành một sứ đồ Phaolô thì Sauler là một người rất là phạm thượng, đúng không ạ? Rất là hung bạo, chém giết các thánh đồ của Chúa. Đấy, Chúa Ngài khiến cho lòng của Sauler trở nên cứng cỏi ở trong cái thời điểm đó. Nhưng mà sau đó thì Chúa Ngài đã bắt phục tấm lòng của Sauler và khiến cho ông trở thành một vị sứ đồ đầy ơn của Chúa. Rồi đối tượng đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ngài thương xót và Ngài đoái xem đến, đó là những kẻ kính sợ Ngài. Điều đầu tiên, Đức Chúa Trời Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài. Ở trong Thi Thiên là 103 câu số 8, xin lỗi, câu số 13 cho đến câu số 17. Tôi sẽ đọc lời của Chúa đây: vì Ngài biết chúng tôi nắng nên vợ giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chích của họ. Ở đây lời của Chúa nói rằng là những người kính sợ Chúa đó quý mài chèm thì Chúa Ngài sẽ thương xót họ giống như là cha thương xót con. Tại sao không nói là mẹ thương xót con mà giống như cha thương xót con? Điều này rất là thú vị, đúng không quý mài chèm? Người cha có một cái uy quyền, người cha có sức mạnh, đúng không ạ? Và trong bình thường ở trong gia đình đó, thì đứa con nó sợ cha hơn là sợ mẹ. Và bên ngoài người cha có vẻ rất là rắn rỏi, có vẻ rất là khó gần, nhưng mà tận trong sâu thẳm của người cha đó là tình yêu thương dạt dào vô bờ bến đối với đứa con của mình. Cho dẫu đứa con của mình nó yếu đuối, cho dẫu đứa con của mình nó chưa trọn vẹn, hoặc là nó có sai phạm gì đó, thì người cha có thể răn đe hoặc là sửa phạt con của mình. Nhưng mà đằng sau tất cả những cái điều như vậy thì người cha luôn luôn mong muốn cho con mình được trở nên tốt hơn và
được phước hơn. Đó là cách mà Chúa Ngài đối xử với những người kính sợ Ngài, giống như vậy đó quý mà cha. Đôi khi là người kính sợ Chúa, chúng ta cũng có những lỗi lầm đúng không quý mà cha? Chúng ta vẫn có những cái thiếu sót của bản thân mình. Và sau những cái lỗi lầm như vậy thì Chúa Ngài có thể sửa phạt chúng ta. Nhưng mà cái sự sửa phạt của Chúa là để cho cốt chúng ta được trở nên tốt hơn và có bông trái bình an nhiều hơn. Mọi sự bình an không? Mọi sự bình an chăng diện? Xin Chúa thương xót những ai chúng ta đang nghe lời của Chúa và cũng như những ai đang ở chung quanh phòng nhóm này. Bởi vì nếu Chúa không thương xót thì chẳng ai được thay đổi hết. Nếu Chúa không thương xót thì không ai được vào thiên đàng hết quý mà cho em. Bởi vì tất cả mọi người đều đã phạm tội thì mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta nếu không được Chúa tha thứ tội lỗi thì chúng ta cái số phận cuối cùng của mình sẽ là xuống quả ngục đúng không ạ? Xuống địa ngục. Bởi vì chúng ta xứng đáng như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa yêu thương, Chúa thương xót chúng ta và Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời để chúng ta được trở thành những con cái của Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót tất cả chúng ta là những người kính sợ Chúa trong buổi sáng hôm nay. Bao nhiêu người chúng ta là người kính sợ Chúa, xin hãy giơ tay lên cho tôi biết ạ. Cảm ơn Chúa, xin lòng thương xót của Chúa đến trên quý vị, ở trên gia đình quý vị, ở trên công ăn việc làm quý vị, ở trên con cái hậu tự quý vị. Đôi khi chúng ta cảm thấy bế tắc và khó khăn, mình không còn có một cái lối thoát nào trên đời sống của mình. Và mục sư rồi chấp sự trong hội thánh, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho mình nhưng mà dường như không có gì thay đổi hết. Quý mà chè mời, lúc đó chúng ta chỉ có biết bám chặt lấy Chúa mà thôi. Lúc đó chúng ta chỉ có thể chạy đến với Chúa và nói Chúa ơi xin thương xót con. Xin thương xót con. Và chỉ có lòng thương xót của Chúa mới có thể khiến chúng ta kinh nghiệm được phép lạ, kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, kinh nghiệm được sự mở lối của Chúa trên hoàn cảnh của mình quý mà chàng. Có những người nói rằng mục sư ơi, chồng của tôi cứng lòng quá, chồng của em chắc có lẽ không bao giờ tin Chúa được. Em mở lên điện thoại em coi lời Chúa, em học lời Chúa thôi là nó muốn đập cái điện thoại của em rồi. Tôi nói rằng em không nên ly dị chồng, nhưng mà hãy cầu nguyện cho chồng của mình để chồng của mình được Chúa thương xót và được thay đổi. Bởi vì nếu Chúa không thương xót thì người đó sẽ không bao giờ được thay đổi hết. Nếu Chúa không thương xót thì cái người chống Chúa, cái người ghét Chúa như vậy đó chắc chắn sẽ gặp tai họa sau này. Người đó sẽ khó có thể giữ được mạng của mình. Bởi vì Chúa là ông trời, thuận thiên thì giả tồn mà nghịch thiên thì giả vong. Tôi thấy có những người họ chống Chúa, họ ra mặt, họ chửi Chúa, rủa xả danh của Chúa, thì những người đó có số phận rất là đau khổ quý mà cha. Tôi có đăng cái clip những con người nổi tiếng và họ có những cái chết rất là khó hiểu sau khi họ mở miệng ra họ nhạo báng danh Chúa. Có người coi coi danh Chúa giống như là rẻ rách vậy đó. Họ nói họ còn nổi tiếng hơn cả danh Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà thình lình sau đó một thời gian ngắn thôi thì cái người ca sĩ đó bị ám sát, bị một cái người fan hâm mộ điên điên rồ nào đó lấy cây súng chĩa vào đầu bắn chết ngay tại chỗ. Bởi vì cớ coi thường danh Chúa. Và những người mà họ coi thường danh Chúa như vậy hay là chống nghịch lại với Chúa thì đều có cái số phận rất là thê thảm và bi đát. Cho nên chúng ta thường hay cầu nguyện cho những người chống Chúa, những người chửi Chúa, những người nhạo báng danh Chúa, là bởi vì cơ chúng ta biết trước rằng là nếu Chúa không thương xót và thay đổi người như vậy, chắc chắn cái tai họa nó sẽ đến trên người đó. Bởi vì trời cao có mắt quý mà cha. Chúa không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống đó. Có một người đã từng nhạo báng danh Chúa thôi này. Khi mà đứa con gái làm chứng về Chúa cho cái người này, người này là cha và đứa con gái làm chứng cho cha của mình, thì cái người cha nói rằng là
tao không tin Chúa đâu. Mắt Chúa nào mà thấy tao tao phạm tội này là sao mắt Chúa thấy được? Mắt Chúa như mắt chó vậy đó. Vừa mới nói xong, quý mài cho em, qua vài bữa sau, đang sửa cái dây sên, làm sao cái dây sên nó quất vô mắt, không thấy đường luôn quý vị. Lạ không? Đâu phải tình cờ đâu, đâu phải ngẫu nhiên đâu quý mài cho em. Muốn mù cái con mắt luôn. Và sau đó đứa con gái nó thương cha của mình, nó cầu nguyện cho người cha. Người cha bắt đầu dần dần lấy lại được, hồi phục lại được cái thị lực. Wow, tôi nghe cái câu chuyện này tôi cảm thấy rùng mình. Bởi vì cớ Đức Chúa Trời của chúng ta thật sự Ngài không chịu khinh dễ. Ai mà nói phạm đến danh của Chúa, người đó có số phận rất là đau khổ quý mà cha. Nếu còn sống được đó là một cái sự thương xót rất lớn rồi. Cho nên là chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang ghét Chúa, chống Chúa, những ai đang bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Bởi vì họ đang rất là ngu xuẩn khi mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Hãy khôn ngoan trở lại với Chúa. Amen không quý mài chị em? Hãy khôn ngoan trở lại với Chúa. Đang khi mình còn có dịp tiện, đang khi mình còn có thời gian, đang khi còn có sức khỏe, đang khi còn có nhiều cái cơ hội xung quanh chúng ta, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ khá bỏ đường mình, kẻ bất nghĩa khá từ bỏ những ý tưởng. Bởi vì chúng ta trở lại với Chúa thì Chúa sẽ thương xót và Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta. Còn nếu kẻ không ăn năn thì sao? Đức Chúa Trời Ngài sẽ mài gươm. Đúng không ạ? Ngài sẽ mài gươm để mà chờ cái ngày xét xử người đó. Nghe rất là khủng khiếp. Và ngày hôm nay thế gian này, nhân loại này đang cần trở lại với Chúa quý mài cha. Xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin Chúa thương xót cộng đồng chung quanh chúng ta có những người họ ghét Chúa vô cùng. Xin Chúa thương xót và cứu đất nước, cứu xứ sở của chúng ta ra khỏi sự diệt vong bởi vì cơ họ ghét bỏ Chúa. Điều thứ hai đó là Đức Chúa Trời Ngài thương xót những kẻ tội lỗi không chịu nhận biết và kính sợ Ngài. Đây là cái điều mà hồi nãy tôi có chia sẻ đây. Cái câu chuyện mà Chúa Giêsu Ngài vào trong nhà của một người thâu thuế tên là Matthew đã được ghi chép ở trong sách Matthew đoạn số 9 từ câu 9 cho đến câu số 13. Đây là một cái câu chuyện rất là tuyệt vời. Một ngày kia khi Chúa Giêsu đi ngang qua cái chỗ mà Matthew đang thâu thuế cho người La Mã. Ông là người Do Thái nhưng mà ông lại làm việc cho người La Mã, vốn là người đô hộ người Israel. Và trong mắt của người Do Thái thì họ xem Matthew như là một kẻ phản quốc, bởi vì cớ làm việc cho đế quốc La Mã, làm việc cho một cái chế độ chính quyền đang bóc lột dân của mình. Và trong mắt của mọi người thời bấy giờ ở tại Jerusalem thì Matthew là một người xấu nết. Người ta nói cái ông này ông gian ác, thu thuế áp bức rồi bóc lột dân tộc của mình. Và thấy là Chúa Giêsu đi ngang qua chỗ Matthew như vậy, Chúa Ngài nói rằng là hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Wow, tạ ơn Chúa. Thì Chúa Giêsu đi ngang qua thôi, Chúa Ngài không có giảng dài, không có nói nhiều, nhưng mà Ngài chỉ nói rằng là hãy theo ta. Và Kinh Thánh nói rằng là ngay lập tức Matthew đã đứng dậy và đi theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã vào trong nhà của Matthew để mà ăn uống và dùng bữa với lại Matthew. Có những người Pharisee, tức là những người đạo đức, những người có một cái danh vọng rất là tốt, có tiếng tốt, tiếng thơm ở trong xã hội thì bây giờ, những người đó thấy Chúa Giêsu vào trong nhà của Matthew là một người xấu nết, một người tội lỗi, thì họ nói cùng với môn đồ của Chúa rằng là làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng là chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Quý vị thấy không? Chúa không kêu gọi người Pharisee tin Chúa, không kêu gọi người Pharisee để vào trong thiên đàng, nhưng mà Chúa kêu gọi những người thâu thuế và xấu nết, những người nhận biết rằng mình có tội, những người nhận biết rằng mình cần có sự thay đổi đến từ Đức Chúa Trời. Những ai chúng ta đang nghe lời này trong buổi sáng hôm nay, quý vị có nhận biết rằng mình cần có sự cứu giúp của Chúa không? Và khi quý vị nhận biết rằng mình cần có Chúa để cuộc đời mình được thay đổi,
tội lỗi mình được tha, linh hồn mình được cứu. Thì quý vị ơi, hãy mau chạy đến với Chúa. Giống như Matthew ở đây, ông đã ngay lập tức ông đứng dậy khỏi cái ghế của mình để mà đi theo Chúa. Và tôi biết chắc rằng là Matthew là một người có một cái lương hậu, bởi vì ông làm việc cho chính quyền La Mã, ông được trả lương rất là cao, ông là một người có biên chế nhà nước nữa, làm việc lâu năm là chắc chắn sẽ có biên chế, đúng không ạ? Sẽ được hậu đãi, bởi vì cớ ông trung thành với lại đế quốc La Mã, chính quyền La Mã, người ta sẽ tạo điều kiện cho ông, cho gia đình của ông. Và chúng ta biết rằng là những người làm trong trong sở thuế thời bấy giờ đó đều rất là giàu, thu nhập khủng. Bây giờ mình thấy rằng là cái việc mà mỗi tháng một người kiếm được ví dụ là 1 tỷ đi, mỗi công việc mà kiếm được một tháng 1 tỷ, có dễ để mà rời khỏi cái ghế đó không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Thu nhập cao mà bây giờ vì cớ tôn giáo, vì cớ theo Chúa, mình từ bỏ cái đồng lương đó, thật sự rất là khó quý mà chàng, phải tranh chiến dữ lắm, đúng không ạ? Thậm chí có những công việc đó, khi mà mình ngồi vào trong cái ghế đó rồi đó quý vị, thì y như là mình bị liệt vậy đó, không thể nào đứng lên để mà đi đâu đó, lúc nào cũng ôm khư khư cái ghế của mình hết, đúng không? Có những công việc mà khi mình vô trong đó rồi đó là mình không muốn cho ông nào hoặc là muốn cho bà nào thay thế vị trí của mình hết. Và những người như vậy thường rất là khó để nhận được sự thương xót của Chúa quý bà chị em. Chỉ có những ai chịu rời khỏi ghế của mình, từ bỏ công việc, từ bỏ thu nhập của mình, từ bỏ những cái gì mình đang có để mà đi theo sự kêu gọi của Chúa, thì người đó mới được Chúa cái thương xót. Thì cuộc đời của người đó sẽ được lật sang một trang sử mới. Và chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh Tân Ước được bắt đầu bằng sách của Matthew, đúng không ạ? Mà Matthew không phải là một người đạo đức đâu. Ông không phải là một người có lý lịch sạch đâu. Ông không phải là một người có bối cảnh gia đình hoàn hảo đâu. Nhưng mà ông là một người sâu nết, một người tội lỗi, một người phản quốc trong mắt của những người đồng thời của ông. Vậy thì mình thấy rằng là khi bước đi theo Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta có một danh phận mới. Amen. Có thể chúng ta hiện tại ở trong xã hội đó, chúng ta ở dưới đáy xã hội, không ai coi trọng chúng ta hết. Dẫu rằng chúng ta có thể giàu có nhiều tiền đó, nhưng mà người ta coi chúng ta như là cục phân vậy đó. Không ai thèm chơi với chúng ta, không ai thèm nhìn chúng ta hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn thay đổi danh phận của mình, hãy chạy đến với Chúa, thì Chúa Ngài sẽ thay đổi chúng ta từ hèn hạ trở nên sang trọng. Sự hiền từ của Chúa sẽ khiến chúng ta được trở nên sang trọng. Và Matthew đã được điều đó. Matthew đã trở thành một người có một cái danh dự rất là lớn, đó là sách của mình được đặt ở đầu tiên ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Rồi chúng ta thấy rằng là bên cạnh Matthew cũng có một người sứ đồ cũng đầy dẫy tội lỗi ở trong quá khứ, đó là Paulo, đúng không ạ? Ông đã nói thế này ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn số 1 câu 13 và câu 16: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Phaolô sau khi được Chúa gọi và được Chúa Ngài thay đổi để sử dụng ông vào trong công việc truyền giáo và mang vương quốc của Chúa, thì ông đã thú nhận với Timôthê là đứa con thuộc linh của mình rằng là ta ngày trước vốn là một người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, chẳng có gì tốt lành hết. Nhưng mà tại sao ta ngày hôm nay lại trở thành một sứ đồ mà giảng lời Chúa đến đâu người ta tin Chúa đến đó, phép lạ quyền năng sẽ xảy ra rất là nhiều, rồi hội thánh của Chúa được mở ra? Điều đó xảy ra được là bởi vì cớ ta đã đội ơn thương xót. Quý vị thấy không? Ngày hôm nay nếu chúng ta làm việc ở trong chính quyền, nếu mà chúng ta có một cái lý lịch là trước đây mình là người đã từng chống đối chính quyền, hoặc là mình là người giết người ha, hoặc là có một cái tiền án tiền sự nào đó, không ai cho quý vị ngồi trên cái ghế nào hết, đúng không ạ? Tại vì mình có một quá khứ bất hảo, không ai sử dụng chúng ta hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì khác. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bất cứ một ai biết mình tội lỗi xấu xa,
không đáng để Chúa Ngài thương xót. Người đó chạy đến với Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng kêu cầu Chúa, Chúa sẽ thay đổi thân phận người đó. Chúa sẽ xóa tất cả những lý lịch tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta sẽ trở thành một con người trắng án. Chúng ta không còn tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Xin Chúa Ngài thăm viếng người thân của chúng ta, những người đang chống đối với Đức Chúa Trời, những con người nghiện rượu, những con người be bét, sáng say chiều xỉn, những con người cờ bạc đỏ đen, những con người gái điếm mãi dâm, những con người nói tục chửi thề ở gần nhà của chúng ta. Xin Chúa Ngài thương xót và thay đổi những người đó, xuyên qua đời sống của chúng ta mà tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa có thể được bày tỏ ra. Amen. Bởi vì trước đây chúng ta hết thảy đều là những người có tội hết, đúng không ạ? Tôi đứng ở đây để rao giảng lời Chúa cho quý vị. Quý vị được phước, có nhiều người được tin Chúa, nhiều người được Chúa thăm viếng, được Chúa thay đổi. Không phải là bởi vì tôi có một quá khứ hoàn hảo đâu. Nhưng mà tôi nhận biết rằng tôi là một tội nhân và tôi cần có sự thương xót của Chúa. Tất cả chúng ta cũng vậy. Xin Chúa Ngài thương xót tất cả chúng ta và thương xót những người xung quanh chúng ta. Rồi thứ ba, đó là Đức Chúa Trời Ngài thương xót và thay đổi số phận của những người hèn hạ. Có những người họ có một cái yếu đuối nào đó mà họ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm với những người xung quanh mình. Tôi ví dụ như là có những người họ bị tàn tật, họ không có đủ tay đủ chân giống như những người xung quanh, họ cảm thấy xấu hổ. Và đối với những người như vậy, có thể chúng ta thấy rằng là thôi tàn phế rồi, không ai có thể sử dụng được, Chúa làm sao sử dụng được những người tàn phế như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh có nói về một người tên là Mephibosheth. Ở trong Samuel thứ 2 đoạn số 9 câu 1 trên câu 8 đó, thì David đã hỏi những người tôi tớ của mình rằng là có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Và có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipa, người ta gọi đến cùng David. Vua hỏi rằng là ngươi là Sipa chăng? Người thưa, phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng, chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Sipa thưa cùng vua rằng, có một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng, người ở đâu? Sipa thưa rằng, người ở trong nhà Maki, con trai Amien tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien tại Loda mà đòi người đến. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu Saul đã đến bên David, thì sắp mình xuống đất và lại. David nói, ớ Mephibosheth, người thưa, có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng, chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan, cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn cùng ta luôn luôn. Quý vị thấy không ? Mephibosheth vốn là cháu của Saul. Vua Saul trước đây là một người rất là ghét David, tìm cách để giết David ở trong suốt 13 năm ở trong đồng vắng. Nhưng mà lạ lùng thay, đó là con của vua Saul lại có một sự kết giao với lại vua David. Và hai người đã kết giao rất là thân thiết với nhau, đến nỗi mà tâm hồn của cả hai giống như là một vậy đó. Nhưng mà đáng tiếc thay, đó là khi vua Saul chết thì Jonathan cũng chết theo ở trong cái trận chiến đó. Và có một đứa cháu, tức là con của Jonathan. Và cái đứa này nó bị tật ở hai chân của nó, bị què hai chân, coi như là tàn phế rồi. Nhưng mà David đã tìm đến cái đứa cháu này và cho nó ăn chung bàn với mình cho đến khi mà nó chết. Cung cấp thức ăn, thức uống rồi cho lại nhà cửa đất đai nữa. Quý vị thấy không ? Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà chúng ta hiểu được là bởi vì cớ David đã có một cái tấm lòng của Chúa. Ông có tấm lòng của Chúa. Ông muốn đối đãi với lại người nhà của Saul và Jonathan. Bởi vì trước đây họ cũng là người thân của ông mà, đúng không ? Saul cũng là cha vợ của David. Jonathan cũng là một người bạn thân chí cốt nữa. Chứ ông không vì cớ cái sự thù hận mà ông bỏ đi cái tình nghĩa đó. Và David ở trong cái câu chuyện này cũng là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Mephibosheth cũng là con người của chúng ta đó quý mài chàng.
Mephibosheth là hình ảnh của con người chúng ta. Đôi khi chúng ta nhìn thấy chính mình cũng hèn hạ và đáng khinh giống như là Mephibosheth vậy đó. Ở trước mặt Chúa mình cũng giống như là một cái tên què vô dụng, đúng không ạ? Mình có những cái què quặt ở trong khả năng của mình, có những cái điều mà mình không làm được. Ôi, người ta hàng xóm, người ta ăn nên làm ra, người ta buôn bán kinh doanh phất lên như diều gặp gió, còn mình thì ở đây cứ nghèo hèn, mình làm cái gì cũng không xong hết. Làm việc ở công ty là bị đuổi việc, qua cái chỗ khác mình làm là thế là bị phá sản. Mình cảm thấy mình giống như là một cái người què, hèn hạ, không làm được gì hết. Nhưng xin Chúa ngày cho chúng ta có thể được ngồi cùng bàn với Chúa. Xin Chúa ngày cho chúng ta có thể được nhấc lên ở trong sự thương xót của Chúa. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 31 chép rằng là vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Chúa nói rằng là Chúa thương xót mình là bởi vì ơi Chúa không quên cái sự giao ước mà Chúa đã từng thề cùng các tổ phụ. Nhưng mà giả sử nếu đời của chúng ta sau này qua đi, chúng ta về với Chúa hết, mà con cháu của chúng ta còn lại trên đất này, chúng nó có gặp những cái hoạn nạn khó khăn gì đó, thì Chúa Ngài vẫn tìm đến con cháu của chúng ta và thương xót chúng nó, đúng không ạ? Bởi vì Chúa Ngài nhớ đến cái giao ước mà trước đây Ngài đã từng lập với lại chúng ta. Wow, như vậy thì tin Chúa tuyệt vời quá, đúng không ạ? Có sự bảo đảm cho thế hệ tương lai con cháu của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 cho đến câu 29 chép rằng là hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dài ở thế gian này để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian này để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian này cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Ngài chọn những người yếu đuối, Chúa chọn những con người hèn hạ, những con người tàn tật, những con người đáng khinh, để bày tỏ ra sự giàu có và tốt lành, sự nhân từ thương xót của Chúa. Chúa không chọn chúng ta bởi vì cơ chúng ta có lý lịch tốt hơn người khác. Chúa không chọn chúng ta là bởi vì cơ chúng ta có kiến thức nhiều hơn người khác. Chúa không chọn chúng ta bởi vì cơ chúng ta giàu có hơn người khác, chúng ta có chức quyền nhiều hơn người khác. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta bởi vì cơ Chúa thương xót chúng ta. Chúa ơi, con là người dân tộc, da con đen, gầy ốm, đi đâu người ta cũng chê bai con hết, cái thằng tộc này, cái con tộc nọ. Có thể người ta sẽ coi thường chúng ta. Nhưng nếu quý vị có thể nhận được sự thương xót của Chúa, quý vị đã chạm được vào tấm lòng của Ngài, thì cái chuyện mà chúng ta xuất thân từ dân tộc nào, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Amen. Khi quý vị đã trở thành một con người có công với đất nước, có công với là dân tộc, quý vị trở thành một anh hùng dân tộc rồi, thì người ta sẽ không có xét anh chị em là người dân tộc nào hết, đúng không ạ? Có ai biết Đinh Bộ Lĩnh là dân tộc nào không? Có ai biết ông Quang Trung ổng là sống ở tỉnh nào không? Đâu có quan trọng cái việc mà gia đình của ổng là gia đình gì đâu, đúng không ạ? Chỉ cần ổng là một người có công với mọi người xung quanh mình, ổng là anh hùng, là người ta sẽ không có ngại xuất thân nữa. Xin Chúa Ngài cho mọi người chúng ta có một cái công trạng nào đó ở trong cộng đồng của chúng ta, để người ta xung quanh người ta sẽ nhìn chúng ta coi trọng, người ta nhắc đến tên của chúng ta, người ta sẽ nhớ đến những việc chúng ta đã làm cho cộng đồng xung quanh mình. Người ta sẽ không còn dám coi thường mình nữa. Khi mà nhắc đến tên Úc Lý thì người ta sẽ không còn có sự coi thường, đúng không anh Lam hả? Ra ngã ba Lộc Thanh, Lộc Hưng, chẳng bàn Tây Ninh, mà nhắc đến tên cô Úc Lý thôi là người ta sẽ coi trọng. Mà ai đó nói xấu cổ, hoặc là nói cổ làm thế này thế kia, xấu xa này kia đó, là người ta sẽ không tin. Tại vì sao? Tại vì cô Úc Lý là một người rất là chuẩn mực và đạo đức, ở cả khu vực đó ai cũng biết hết, và thậm chí là người ta biết rằng là cổ là một người cơ đốc nhân tin kính nữa. Nhà cổ có điểm nhóm hội thánh của Chúa. Xin Chúa Ngài cho mọi người chúng ta đều có một cái sự ảnh hưởng trên cộng đồng của mình giống như vậy, đúng quý vị? Điều đó sẽ đến khi mà chúng ta nhận được sự thương xót của Chúa. Thứ tư, Đức Chúa Trời Ngài thương xót và Ngài có thể chữa lành bệnh tật. Ngài có thể chữa lành cho bệnh tật của chúng ta qua sự thương xót của Ngài.
Ở trong Luca đoạn 18 câu 35 cho đến 43, có một người đui ở thành Jericho đã nghe việc Chúa Giêsu ngài đi ngang qua chỗ đó, và khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua thì người đui này bèn kêu lên rằng là: "Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng." Và có những người xung quanh họ rầy cái người này, biểu nín đi, nhưng mà người này la lớn lên hơn là: "Lạy con vua David, xin thương xót tôi cùng." Và khi Chúa Giêsu ngài dừng lại truyền người đó đến, thì Chúa Giêsu hỏi rằng là: "Ngươi muốn ta làm gì cho?" Người này trả lời rằng là: "Lạy Chúa, xin cho mắt tôi được sáng lại." Và Chúa Giêsu ngài nói rằng là: "Hãy sáng mắt lại, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi." Quá tuyệt vời không quý mà chị em? Cái người này cầu xin lòng thương xót của Chúa chữa lành cho mình. Và khi mà Chúa Giêsu ngài dừng lại thì ngài nói rằng là: "Đức tin ngươi khiến cho mắt của ngươi được mở ra." Như vậy thì lòng thương xót của Chúa cần có đức tin của con người để khiến cho phép lạ của Chúa xảy ra, đúng không quý mài cha? Lòng thương xót của Chúa thì bao la, vô bờ bến. Chúa ngài có mặt ở khắp mọi nơi, đúng không ạ? Chúa có mặt ở trong hội thánh này và cũng như trong những hội thánh thờ phượng Chúa khác. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay họ không nhận được sự chữa lành của Chúa, không nhận được phước của Chúa trên thân thể, trên sức khỏe của mình, là bởi vì cớ họ không có đức tin. Nhưng mà có những người dù là họ đuôi chăng nữa, họ không nhìn thấy Chúa, nhưng mà họ nghe và có đức tin nơi lời của Chúa, thì đức tin đó sẽ khiến cho họ được chữa lành. Trong danh Chúa Jesus Christ, quý vị sẽ được chữa lành. Những ai chúng ta đang có vấn đề về mắt mà chúng ta đang xem và theo dõi video này, xin Chúa ngài chữa lành cho quý vị ngay tại nơi quý vị đang ngồi, trong danh Chúa Jesus Christ. Mắt quý vị sẽ được sáng lại trong danh Chúa Jesus Christ, không còn bị mờ nữa, không còn bị mù nữa. Chính Chúa Jesus sẽ chữa lành cho quý vị bởi vì quý vị có đức tin nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đức tin nó sẽ được thể hiện qua lời kêu cầu của chúng ta: "Lạy con David, xin hãy thương xót tôi cùng." Lạy Chúa Giêsu, ngài là đấng cứu thế, xin thương xót con. Hãy kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Và khi mà chúng ta kêu cầu với đức tin đó quý vị, thì lời cầu nguyện của chúng ta có sức mạnh khủng khiếp. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Amen. Chúng ta có thể nhờ mục sư này, mục sư nọ, người này, người nọ có ơn của Chúa để cầu nguyện chữa lành chúng ta. Nhưng mà cái điều mà tôi khích lệ quý vị đó, đó là mình đừng có đức tin sống bám nơi người khác. Đừng có đức tin sống bám nơi người khác nha quý vị nghe. Nhưng mà hãy có đức tin của chính mình nè. Tôi đã từng thấy những cái cây dường như là cây cổ thụ, nó to lắm quý vị. Và chung quanh cái cây đó, nó có những cây leo, có những cái cây mà gọi là sống cộng sinh ở trên cái cây đó. Khi mà cây cổ thụ đó bị chặt đi thì những cây dây leo kia nó cũng chết theo luôn. Và điều đó dạy cho tôi một điều rằng là đức tin của mình cần phải phát triển nơi Chúa. Mình đừng có bám người này người kia. Dĩ nhiên, mục sư ở trong hội thánh hoặc là những người chấp sự, những người trưởng thành trong thuộc linh đó, họ có thể là như là những người anh, người chị của chúng ta, có thể sẵn sàng để hỗ trợ giúp đỡ chúng ta trong sự cầu thay. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ phó thác cuộc đời của mình, phó thác đức tin của mình nơi những người đó. Đúng không? Chúng ta cần phải đứng với Chúa, cần phải có đức tin nơi lời của Chúa. Bởi vì giả sử ông mục sư ông về với Chúa thì lên thì sao? Chẳng lẽ bây giờ mình lui đi chăng? Đúng không ạ? Rồi cái người anh, người chị thuộc linh, người đó mà giả sử yếu đuối, bỏ Chúa hoặc là bị cám dỗ đi vào trong thế gian, rồi bây giờ mình lui đi chăng? Không nên quý mài cho em. Chúng ta cần phải đứng với Chúa. Người có đức tin thật nơi Chúa là người đó sẽ đứng với Chúa cho dù hoàn cảnh gì xảy ra chăng nữa, thì người đó vẫn ở lại với Chúa. Amen. Không có một cái tổn thương vấp phạm nào có thể khiến cho lòng của họ bị thay đổi nơi Chúa. Người đó vẫn tìm cách để trở lại với Chúa sau những cái sự khủng hoảng hoặc là những cái thử thách đó. Amen. Rồi thứ năm, Đức Chúa Trời ngài thương xót và giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ. Ở trong câu chuyện của người đàn bà Cana, Chúa ngài đã đuổi quỷ ra khỏi ra khỏi con gái của người đàn bà này. Xin lỗi, người đàn bà ấy là người Gờ-rét, dân Si-rô-phê-ni-si. Chúa ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái của mình. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngài phán cùng người này rằng là: "Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó sao?" Nhưng mà người này đáp lại rằng là: "Lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái." Ngài bèn phán: "Hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái người rồi." Và khi người này trở về nhà,
thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ bị đuổi khỏi. Trong Mác đoạn 7 câu 24 cho đến 30. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà một người có một đức tin nơi lòng thương xót của Chúa, chạy đến tìm kiếm Chúa, thì cho dù rằng là mình không đem cái người trong người người thân trong nhà bị quỷ ám đến với Chúa, nhưng mà đức tin đó nó sẽ giống như là một cái nhịp cầu để khiến cho quyền năng của Chúa chạm đến thân thể và linh hồn của đứa con ở tại nhà đang bị quỷ ám. Kinh Thánh nói rằng là khi mà Chúa Ngài phán rằng hãy được lành, đức tin ngươi đã chữa lành cho con gái của ngươi, thì quỷ nó ra khỏi liền nguyên bàn chân. Quý vị thấy không? Xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể học được nguyên tắc này. Đó là đang khi chúng ta ngồi trong hội thánh của Chúa và chúng ta đang cầu thay cho gia đình của mình, cho con cái của mình, cho chồng của mình, cho vợ của mình chưa tin Chúa, hoặc là bị ma quỷ nó áp bức, nó hà hiếp, thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót và giải cứu gia đình của con. Thì tôi tin rằng là quỷ nó sẽ ra khỏi những người thân của chúng ta khi chúng ta có thể chạm vào lòng thương xót của Chúa. Wow, tuyệt vời quá. Nếu mà quý vị, mỗi người có thể học được và làm được cái nguyên tắc này đó quý vị, quý vị sẽ thấy rằng là mục sư trong hội thánh rất là khỏe, đúng không? Không cần phải đến nhà của mình để cầu nguyện đặt tay rồi phải chăm sóc cả ngày và đêm ở tại đó. Nhưng bởi đức tin của chúng ta thôi, giống như công tắc vậy đó quý vị, bật lên một cái là điện nó sáng lên liền, chứ không cần phải lên nó gấp lắp đèn rồi lắp dây nhợ này kia nữa. Không, đức tin của chúng ta giống như công tắc vậy đó, nó có sẵn hết trơn rồi. Chúa Giêsu Ngài đã nói ở trên thập giá trước khi mà Ngài chúc linh hồn, đó là mọi sự đã được trọn, tức là mọi thứ đã được cung ứng rồi. Sự chữa lành thân thể, sự giải cứu về quyền lực của ma quỷ, Chúa đã cung ứng cho chúng ta hết. Chúng ta chỉ đến tiếp nhận mà thôi. Và đức tin của chúng ta nó sẽ bật lên cái sự chữa lành và giải cứu của Chúa. Rồi thứ bảy, xin lỗi, thứ sáu, Đức Chúa Trời Ngài thương xót và bảo vệ khỏi những sự hủy diệt. Ở trong Sách Ký đoạn 19 câu số 15 cho đến 16, hai thiên sứ hối lót và phán rằng hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cùng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần lửa vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Ngày hôm đó là cái ngày hủy diệt cả thành phố Sodom và Gomorrah. Và Lót đã được báo trước rằng cần phải ra khỏi thành đó. Nhưng mà bởi vì có cái tấm lòng của Lót còn luyến tiếc, lưu luyến nhà cửa, tài sản, đất đai, ruộng vườn ở trong thành đó, ông lần lửa, ông không muốn ra khỏi liền, nhưng mà ông cứ tiếc nuối. Và cái thánh nói rằng là vì cớ Chúa Ngài thương xót Lót, cho nên là sai thiên sứ của Chúa nắm lấy tay kéo đi. Quý vị thấy không? Biết chết đó nhưng mà vẫn còn lưu luyến với thế gian, với vật chất. Xin Chúa Ngài thương xót, giải cứu người thân của chúng ta ra khỏi những cái sự quỷ diệt đã được báo trước. Nếu mà người thân của chúng ta hoặc là con cái của chúng ta vẫn còn đâm đầu vào trong những cái tội lỗi, thú vui của thế gian này, vẫn còn đi nhảy nhót, rồi chơi ma túy, xì ke, rồi hít đá, và bây giờ chúng ta biết chắc là cuộc đời của nó đang đi vào trong cái chỗ hủy diệt, thì xin Chúa Ngài sai thiên sứ của Ngài để nắm lấy tay con của chúng ta, nắm lấy tay người thân của chúng ta, kéo họ ra khỏi cái chỗ hủy diệt đó. Amen. Hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót cho người thân của chúng ta và thậm chí cho chính mình nữa quý vị. Đôi khi có những cái cạm bẫy nào đó mà chúng ta không biết trước được, đúng không ạ? Mình không biết trước được cái tai họa nào nó sẽ xảy ra. Đôi khi Chúa Ngài sai thiên sứ của Ngài để kéo chúng ta ra khỏi cái chỗ tai họa đó, bởi vì cơ Chúa thương xót chúng ta. Amen. Và thứ bảy, đó là Đức Chúa Trời Ngài thương xót và bảo vệ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi những sự khốn cùng. Thi Thiên là 113 câu số 5 cho đến câu số 8. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống, đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta lạ lùng lắm. Ngài trên cao đó, nhưng mà Ngài vẫn hạ mình xuống để xem xét người nào Ngài có thể nâng đỡ họ lên. Và Chúa Ngài có thể nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân. Nếu quý vị là người đang gặp
nợ nần chồng chất. Chúng ta đang bị áp lực về tài chính kinh tế. Chúng ta không có điều kiện để trang trải mọi chi phí hiện tại. Và chúng ta cảm thấy cái đống phân này nó thật sự nó hôi thối. Nó thật sự nó làm cho mình mệt mỏi, nản lòng. Thì quý bà chị em ơi, hãy kêu cầu Chúa và hãy đến với Chúa. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy đoái xem con, xin hạ mình xuống để xem xét trời và đất. Xin Chúa ngài nâng đỡ con là người khốn cùng lên khỏi bụi chó. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cung ứng tiền cho quý vị một cách đặc biệt. Chúa sẽ mở đường cho quý vị theo cách đặc biệt của ngài. Chúa sẽ cảm động ai đó để hỗ trợ cho quý vị trong công việc của mình. Và Chúa sẽ chạm lòng trong những người đối tác. Chúa sẽ chạm tấm lòng của những người đối tác làm ăn quý vị, để họ sẽ được cảm động để làm ăn với chúng ta một cách đàng hoàng và ngay thẳng. Họ sẽ tạo điều kiện để cho chúng ta có thể tiến thân dễ dàng hơn. Thậm chí họ cũng sộp với chúng ta nữa. Họ bo chúng ta nhiều hơn nữa. Họ trả lương nhiều hơn chúng ta nữa. Là bởi vì cơ Chúa thương xót. Amen. Và chúng ta rất là cần điều này ở trong cái hoàn cảnh mà kinh tế tài chính ngày hôm nay đang đi xuống rất là nhiều, đúng không ạ? Bất động sản ở Việt Nam đứng hết, đóng băng hết. Nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty phá sản bởi vì cơ kinh tế khó khăn. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho bất động sản sẽ được gia tăng trở lại trong năm sau. Và qua đây thì chúng ta thấy rằng là kinh tế tài chính của Việt Nam mình đa phần đều lệ thuộc vào bất động sản hết, đúng không quý vị? Việt Nam mình đâu có phải là dân có nhiều tiền, nhiều kiến thức khôn ngoan đâu, đâu có nhiều bác sĩ, kỹ sư, đúng không ạ? Ở nước ngoài á, bác sĩ, kỹ sư á, là một tháng có thể kiếm được 1 tỷ bình thường, tức là 50.000 đô. Đất nước họ giàu là bởi vì cớ dân của họ toàn là thạc sĩ, tiến sĩ không à. Còn dân Việt Nam mình thì phải đi làm công nhân, đúng không? Nghèo khổ, bằng cấp đâu có nhiều. Nhưng mà tại sao có nhiều đại gia? Đại gia nhờ đất. Mà khi mà đất nó đứng một cái là đại gia cũng còn gia không. Nghèo hết. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cho đất nó bắt đầu nó gia tăng lên. Và có giá trở lại. À, nhà chú có đất nhiều không? Xin Chúa ngài cho có những đại gia đất được phước trở lại trong thời gian ngắn nhất ở trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. À, nói đến điều này tự nhiên mình có hy vọng liền ha. Tôi thấy ánh mắt quý vị sáng lên nhiều. Có những đại gia ngầm đó mà nhiều khi mình không biết ha. Và điều cuối cùng để chúng ta nhận được sự thương xót của Chúa. Hồi nãy chúng ta nói về những người được Chúa ngài thương xót, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói làm thế nào để tôi được Chúa thương xót. Để chúng ta được Chúa thương xót, thứ nhất đó là chúng ta cần phải chạy đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa một cách hết lòng. Chúng ta cần phải cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa chứ không phải là cầu nguyện với các thánh. Giống như kiểu mà người Công giáo ngày hôm nay họ cứ đến cầu nguyện với các thánh này, thánh kia. Không, Kinh Thánh không có dạy chúng ta một cái chỗ nào rằng là chúng ta phải cầu nguyện với các thánh hết. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài thường hay dạy cho các sứ đồ của ngài là phải cầu nguyện nhân danh ta, tức là nhân danh Chúa Giêsu đó. Cho nên để được lòng thương xót của Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chạy đến với Chúa mà thôi. Chứ đừng có kêu cầu danh người này người kia hết. Dĩ nhiên các thánh thì chúng ta phải tôn trọng họ, nhưng chúng ta không được phép tôn thờ họ. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đáng được tôn thờ mà thôi. Cho nên khi chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện với Chúa, phải biết rằng chỉ có ngài là đấng có quyền trả lời cho nan đề của chúng ta. Còn người này người kia thì chẳng quan trọng. Quan trọng đó là Chúa phán thế nào về hoàn cảnh của chúng ta. Nếu Chúa phán yes thì wow, phép lạ của Chúa xảy ra liền, đúng không ạ? Chúa ơi, con cần có 1 tỷ để trả nợ. Chúa nói yes là trả nợ được liền, đúng không? Đôi khi Chúa cảm động người thân của chúng ta, ai đó cho mình một mảnh đất mà đất đó giá trị hiện tại có 400 triệu thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà Chúa ngài khiến cho nó sau chỉ cần 3 tháng nó lên tới 1 tỷ. Wow, phép lạ đó. Cho nên khi quý vị bị thiếu nợ, quý vị cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tiếp trợ cho mình. Mà ai đó cho quý vị cái gì quý vị cứ lấy cho tôi.
dù là một thẻo đất chăng nữa, nhỏ xíu chăng nữa, cứ lấy. Rồi mình cầu nguyện xin Chúa Ngài cho đất đó nó có giá. Amen. Yeah. Đừng có chê, đừng có chê. Khi Chúa Ngài đưa cái gì thì cứ nhận, đừng có đòi hỏi. Chúa cho một thẻo thì cứ lấy một thẻo, hai thẻo thì càng tốt. Amen. Xin Chúa chạm tấm lòng của những người có thể giúp đỡ chúng ta, để chúng ta được giải thoát ra khỏi những nợ nần. Thứ hai đó là phải hạ mình xuống để Chúa cứu mình. Nếu chúng ta không chịu hạ mình xuống, chúng ta cứ kiêu ngạo, thì chắc chắn Chúa sẽ không thương xót chúng ta được. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Thứ ba đó là mình cần phải sẵn sàng để thay đổi bản thân, để làm theo sự hướng dẫn của Chúa, sẵn sàng để ăn năn từ bỏ tội lỗi, sẵn sàng để thay đổi chính mình, để mình được đẹp lòng Chúa và nhận được ân huệ của Chúa trên đời sống của mình. Nếu Chúa kêu chúng ta bỏ rượu, mà chúng ta bỏ rượu, chúng ta chịu thay đổi thói quen của mình. Thay vì bây giờ mình uống rượu, thì bây giờ mình đọc Kinh Thánh. Thay vì mình đi nhảy đầm, thay vì mình đi chơi bời với bạn bè của mình, bây giờ mình đi nhóm thờ phượng Chúa. Thay đổi thói quen của chúng ta sẽ nhận được sự thương xót của Chúa dễ dàng hơn, quý mà cha. Và điều thứ tư, đó là chúng ta thương xót người khác để chính mình sẽ được thương xót lại. Thi Thiên đoạn 18 câu 25 chép rằng là kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối với người hay thương xót thì Chúa sẽ thương xót. Tại sao lại như vậy, quý mà cha em? Matthew đoạn 7 câu 12 cho chúng ta thấy được lý do. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Nếu quý vị muốn người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì chúng ta hãy giúp đỡ họ trong lúc khó khăn của họ. Rồi sẽ có một thời điểm Chúa sẽ khiến một ai đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm về trước, lúc đó gia đình của chúng tôi mới chuyển qua bên Tin Lành. Tức là trước đó thì gia đình của chúng tôi là Công giáo. Rồi sau đó ba mẹ của tôi được Chúa Ngài thay đổi để chúng tôi chuyển đức tin qua bên Tin Lành. Và khi mới chuyển đức tin qua Tin Lành như vậy thì ba mẹ của tôi rất là sốt sắng yêu mến Chúa. Trong thời gian đầu đó thì trong hội thánh có một gia đình nọ, họ đi Mỹ, họ đi định cư Mỹ, và họ cũng rất là nghèo, không có đủ tiền để mà chi trả cho những cái chi phí họ phải chi, như là tiền vé bay nè, rồi tiền này tiền kia. Bởi vì cái thời gian, cái thập niên mà năm chín mấy đó quý vị, đi Mỹ rất là nhiều tiền, thậm chí bây giờ đi Mỹ cũng rất là nhiều tiền đúng không ạ? Thì cái thời gian đó rất là khó khăn. Và cái người con cái Chúa đó vào trong hội thánh mà nhờ mục sư cầu nguyện, bây giờ mục sư ơi, hội thánh ơi, bây giờ gia đình của chúng tôi đi Mỹ cả nhà hết, bây giờ không có tiền để mua vé bay, không có tiền để mà trang trải mọi chi phí, xin mục sư cầu nguyện cho vợ chồng của tôi. Và người này cũng mượn xin những người giàu ở trong hội thánh, nhưng mà giờ đi viện HO thì cũng mượn người này người kia, mà lựa những người mà có nhà có cửa, tức là có điều kiện khá giả đó mượn, nhưng mà không một ai cho mượn hết, quý mà chứ. Tại vì lúc bấy giờ đó người ta sợ những người đi Mỹ á, họ sẽ đi luôn. Tại vì trong thời thập niên 90 á, những ai đi Mỹ tức là bị xem như là những người phản quốc. Lúc đó là mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ nó không có được như bây giờ. Sau tháng 11 năm 2000, sau tháng 11 năm 2000 đó thì Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton qua Việt Nam này, thì những Việt Kiều bên Mỹ mới được phép về Việt Nam dễ dàng. Còn trước đó đó là ai đi Mỹ là đi luôn, hoặc là khó, rất là khó để về Việt Nam. Cho nên là cái tâm lý của những người trong hội thánh thời bây giờ đó, họ không muốn giúp. Tại vì sao? Giúp là coi như mất đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cảm động tấm lòng của ba mẹ tôi để cho gia đình này mượn hai chỉ vàng thời bấy giờ. Và ba mẹ tôi rất yêu mến Chúa và cũng được sự cảm động để dâng hiến cho gia đình này. Thì sau này người này đi, cả nhà đi, thì đã trả lại cho ba mẹ của tôi hai chỉ vàng đó.
Dạ, hình như là gần gần ba chỉ vàng, trả lại gần ba chỉ vàng. Sau đó thì những người trong hội thánh, những người giàu mà mượn mà không cho lúc trước á, nhắn tin hỏi thăm, rồi kể lể này kia, ý mà mượn tiền đó, thì cái người này cảm thấy không vui và cắt đứt liên lạc luôn. Tại vì lúc mà khó khăn á thì không giúp, nhưng mà khi mà thấy tôi giàu có tiền rồi bắt đầu xin. Nhưng mà riêng gia đình của mẹ tôi thì người này rất là quý. Và tôi ước ao rằng tôi là con của mẹ tôi, con cháu của mẹ tôi sẽ được phước, bởi vì cỡ ba mẹ tôi thương xót những người nghèo khổ. Quý vị ơi, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài bày tỏ lòng thương xót ở trên gia đình của chúng ta, trên con cái hậu tự của chúng ta, nhất là những ai là người quá bụa, kẻ mồ côi, thì chúng ta hãy thương xót họ và giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta giúp đỡ người khác với cái động cơ của xác thịt của mình thì mình sẽ không được ai giúp lại sau này đâu. Đấy, giả sử bây giờ tôi thấy cái người bán vé số đó thương quá, thấy thương quá, tôi mua giúp cho người đó 1 tỷ vé số thì tôi sẽ không được phước sau này. Nhưng giả sử nếu Chúa Ngài cảm động lòng của tôi để tôi giúp đỡ cho một cái người quá bụa nào đó, hoặc là một con cái Chúa nào bị cơ nhỡ trong hội thánh, với cái tấm lòng tình yêu thương của Chúa, chắc chắn tôi sẽ được Chúa giúp lại sau này. Tôi cam đoan quý vị, mình giúp với động cơ của lời Chúa, với tình yêu của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thiệt thòi đâu. Ở trong Châm ngôn đoạn 19 câu 17 chép rằng là ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Quý vị thấy không? Thương xót kẻ nghèo theo lời của Chúa đó thì Chúa Ngài đang vay mượn đó. Tức là Chúa ghi vô trong cái sổ nợ. Phạm Thị Sưng với ông hôm đó, ngày đó cho mượn 2 chỉ vàng ha. Rồi, Chúa ghi trong đó. Rồi đến khi mà Chúa Ngài muốn làm ơn cho, Ngài mở sổ ra, Ngài nói 2 chỉ đúng không? Rồi, ta sẽ cho 2 tỷ. Đây là lẽ thật của lời Chúa quý mài cho em. Khi Chúa thương xót rồi thì không có điều gì Chúa tiếc hết quý mài cho em. Mà Chúa vay mượn quý vị đó, Chúa không có trả theo kiểu mà của một người mà bủn xỉn đâu. Chúa sẽ trả rất là hời cho chúng ta, đúng không ạ? Chúa mượn một nhưng mà Chúa sẽ trả tới 3 4 lần, thậm chí là 30 lần hơn đó quý mài cho em. Một hộp sẽ ra 30, 60, 100 lần. Quý vị cho ai đó mượn một một cây vàng ở trong lúc khó khăn của họ mà theo cái sự cảm động của Chúa đi, thì quý vị sau này có thể sẽ nhận được ít nhất là 30 cây hoặc là tối đa là 100 cây vàng theo cái tỷ lệ của hạt giống đó quý vị. Wow. Tôi mong ước rằng là chú Tân cũng sẽ được thay đổi sau bài giảng hôm nay. Amen. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời giống như cha của chúng ta là Ngài. Amen. Để tấm lòng của chúng ta luôn mở ra và giúp đỡ cho những ai cần giúp đỡ xung quanh của chúng ta. Để đến khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài thương xót lại. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dâu chúng con, Chúa con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con về tấm lòng thương xót của Ngài. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời hay làm ơn trong nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài có lòng thương xót. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa Ngài cho mỗi người chúng con có thể chạy đến với Chúa, có thể chạm vào trong tấm lòng thương xót của Ngài để những nan đề của chúng con sẽ được giải quyết ở trong ơn thương xót của Chúa. Chúa ơi, gia đình của chúng con cần có sự thương xót của Ngài. Công ăn việc làm của chúng con cần có sự thương xót của Ngài. Tài chánh của chúng con cũng cần có sự thương xót của Ngài nữa. Lạy Chúa, con cái hậu từ của chúng con cũng cần có sự thương xót của Ngài. Xin Chúa Ngài thăm viếng chúng con, đổ đầy sự thương xót của Ngài cho chúng con. Xin thay đổi chính mình chúng con, thay đổi tương lai, thay đổi số phận của chúng con theo lòng thương xót của Chúa. Chúng con nhận biết rằng chúng con trước mặt Ngài chúng con không xứng đáng. Nhưng mà tạ ơn Chúa Giêsu Christ, Ngài đã trở nên sự công bình để cho chúng con là những người ở trong Ngài, chúng con cũng được xứng công bình nữa Chúa ơi. Chúng con trở nên xứng đáng, chúng con được phước, chúng con được Chúa yêu thương, được Chúa Ngài ban ân huệ cho. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và thay đổi chúng con, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi gia đình, thay đổi tương lai số phận của chúng con.
Xin Chúa Ngài cũng thay đổi luôn cái hội thánh này, Chúa ơi. Để hội thánh này sẽ đầy dạy những con người yêu mến Chúa, đầy dạy những con người kính sợ Ngài, chạy đến đây để thờ phượng Chúa mỗi tuần lễ một cách trung tín. Xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con nói chung và cũng như dân tộc Việt Nam của chúng con nói riêng ở tại khu vực Cầu Xe, Cảng Bàng, Tây Ninh này, Chúa ơi. Có rất là nhiều người họ chưa biết đến Ngài, thậm chí là họ bị mù lòa, họ không biết Ngài là ai và họ nói nghịch lại với Ngài, họ nhạo báng, họ phạm thượng với Ngài. Xin Chúa Ngài tha tội cho họ bởi vì họ không biết điều mình làm. Đây Chúa, xin thương xót những người hàng xóm ở chung quanh hội thánh của chúng con. Xin thương xót những con người đang chống nghịch lại với Chúa trong gia đình của chúng con nữa, Chúa ơi. Có những người họ đang nghịch lại với lời của Ngài. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho họ. Xin hãy can thiệp vào trong gia đình của họ để họ được mở mắt ra và nhìn thấy sự vĩ đại, thấy được quyền năng, thấy được oai nghi của Chúa và họ không dám phạm tội với Ngài nữa. Xin Chúa bắt phục tấm lòng của những người cứng cỏi, Chúa ơi. Xin thăm viếng và thay đổi họ để họ được sớm ăn năn trở lại với Chúa và tiếp nhận Ngài cùng với chúng con. Đây Chúa, con công bố hội thánh của Chúa tại đây sẽ là hội thánh của lòng thương xót trong những ngày tới, Chúa ơi. Nhiều người sẽ được chữa lành bệnh tật, nhiều người sẽ được giải cứu đuổi quỷ, nhiều người sẽ được tự do khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ, Chúa ơi. Nhiều người sẽ được phước ở trong công ăn việc làm, trong tài chánh của họ, bởi vì cơ Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót tất cả gia đình của những anh chị em chúng con trong nhà của Chúa buổi sáng này. Xin Chúa đoái xem, xin Chúa ngày hạ mình xuống để xem xét từng hoàn cảnh của chúng con, để chúng con sẽ thấy rằng một ngày không xa chúng con sẽ được Chúa ngày nhấc lên ra khỏi bụi tro. Chúng con sẽ được Chúa ngày cho chúng con ngồi chung với là những quan trưởng, những con người cao cấp ở trong chính quyền này, Chúa ơi, cũng phải tôn trọng chúng con bởi vì cớ chúng con được sự nâng đỡ của Ngài. Chúng con sẽ được sự tôn trọng của những người xung quanh chúng con bởi vì cớ chúng con có sự thánh khiết và sự vinh hiển của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin Chúa làm ơn và khiến cho thánh này được gia tăng, được phước, được phát triển trong những ngày tới. Và xin Chúa Ngài cũng không quên mặc lấy cho chúng con chiếc áo của sự khiêm nhường để chúng con luôn bước đi ở trong sự khiêm nhường, hạ mình và nên thánh của Chúa. Từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.